Ukraine giành lại 54% lãnh thổ, gần 10 triệu người rời đất nước sang tị nạn ở EU. Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ đánh giá, Ukraine đã phản công và giành lại hơn 54% lãnh thổ mà lực lượng Nga kiểm soát từ khi xung đột bùng phát. Theo CNN, tại họp báo sau cuộc họp của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine ở căn cứ không quân Ramstein tại Đức hôm ngày 19 tháng 9, ông Milley cho rằng mỗi bước tiến và mỗi tấc đất giành lại được của Ukraine là nhờ sự dũng cảm và sự hy sinh đáng kinh ngạc của người dân và quân đội của họ. Vị tướng Mỹ đánh giá các lực lượng vũ trang Kiev đang tiếp tục giữ thế chủ động chiến lược và đạt được những bước tiến ổn định trong việc tái thâu tóm kiểm soát các vùng đất đã mất kể từ khi xung đột với Nga bùng phát hồi cuối tháng 2 năm ngoái. Moscow hiện chưa lên tiếng phản hồi trước các phát biểu này của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ. Gần 10 triệu người Ukraine rời đất nước sang EU lánh nạn. Thierry Breton, Ủy viên Liên minh châu Âu về thị trường nội bộ, thống kê gần 10 triệu người Ukraine đã rời bỏ đất nước sang các quốc gia EU tị nạn kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước này hồi cuối tháng 2 năm 2022. Trong cuộc phỏng vấn đầu tuần này với nhà phát thanh Rup, ông Breton cho hay, làn sóng người xin tị nạn gia tăng gần đây đang ảnh hưởng tới toàn khối, bao gồm cả các nước ở phía Nam và phía Đông. Theo quan chức này, Cộng hòa Séc hiện là nước đón nhận nhiều người tị nạn Ukraine nhất. Hungary và Ba Lan cũng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nơi trú ẩn tạm thời cho những người Ukraine trốn chạy cuộc xung đột ở quê nhà. Đầu tháng 3 năm 2022, EU lần đầu tiên trong lịch sử đã kích hoạt chỉ thị bảo vệ tạm thời nhằm đảm bảo cho người tị nạn Ukraine quyền tiếp cận chỗ ở, phúc lợi và chăm sóc y tế ở nước sở tại. Đồng thời cho họ quyền tham gia thị trường lao động và ghi danh con em đi học tại các cơ sở giáo dục địa phương. Ủy ban châu Âu hôm ngày 19 tháng 9 đã đề xuất gia hạn biện pháp này thêm một năm nữa, từ ngày 4 tháng 3 năm 2024 đến ngày 3 tháng 3 năm 2025. Trước đó, các nước thành viên EU đã nhất trí kéo dài biện pháp này thêm một năm đến đầu tháng 3 năm sau.